Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 26 tháng 8 tại nhà Quốc hội, Quốc hội khóa 15 đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 8 để xem xét quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Cùng dự còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Phó Chủ tịch Quốc hội. Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Theo đó, công tác nhân sự đã được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao của các đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đối với đồng chí Nguyễn Hòa Bình và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đối với đồng chí Lê Minh Chí để bầu giữ chức chánh án Tòa án Nhân dân tối cao theo đề nghị của Chủ tịch nước. Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Trần Lưu Quang vì đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Bầu đồng chí Nguyễn Huy Tiến giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao theo đề nghị của Chủ tịch nước. Thông qua nghị quyết về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng để Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 có 5 Phó Thủ tướng Chính phủ. Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Hồ Đức Phước giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Tài chính cho đến khi kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tài chính. Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Bùi Thanh Sơn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Đỗ Đức Duy giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Nguyễn Hải Ninh giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026. Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Lê Minh Khái và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nghỉ công tác. Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Lê Thanh Vân. Nhằm tránh tình trạng trục lợi khi thực hiện đấu giá, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn yêu cầu các tỉnh, thành phố điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất sát với thực tế. Yêu cầu được đưa ra dựa trên tình trạng một số địa phương sử dụng giá đất trong bảng giá hiện hành, đã ban hành theo luật đất đai 2013 để làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất. Điều này dẫn tới có sự chênh lệch rất lớn giữa giá khởi điểm và giá trúng đấu giá, tiềm ẩn nguy cơ lợi dụng đấu giá quyền sử dụng để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường, tác động đến phát triển kinh tế xã hội, môi trường đầu tư kinh doanh và thị trường nhà ở, bất động sản. Luật 2024 quy định bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12. Trường hợp cần thiết, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng trình Hội đồng Nhân dân cung cấp duyệt bảng giá đất lần đầu để công bố. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình sửa đổi bổ sung giá đất vào ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo. Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về tổ chức chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2024, Việt Nam Grand Sale 2024. Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 2 tháng 12 đến 31 tháng 12 năm 2024. Trong đó, cho phép doanh nghiệp được áp dụng hạn mức khuyến mại lên đến 100%. Điều này hứa hẹn mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn và cơ hội mua sắm tuyệt vời cho người tiêu dùng. Chương trình nhằm tổ chức khuyến mại đồng thời trên phạm vi toàn quốc, kết hợp với các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Trong báo cáo vừa công bố sáng nay, Ngân hàng Thế giới World Bank cho rằng, với sự phục hồi của thị trường xuất khẩu các mặt hàng chế tạo, chế biến, du lịch, tiêu dùng và đầu tư, mức tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay sẽ vào khoảng 6,1% và 6,5% vào năm 2026, cao hơn so với mức 5% của năm 2023. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho rằng, về luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản chính thức có hiệu lực sẽ mở ra những cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam.
Như những gì chúng ta đã thấy, đó là các luật đã được thông qua vào tháng 1 và bây giờ có hiệu lực. Ví dụ như luật đất đai, chúng cung cấp hướng dẫn mới và rõ ràng hơn về định giá đất đai, về việc ai có thể đầu tư vào loại bất động sản nào, về mặt phát triển các bất động sản hỗn hợp. Đó là những hướng dẫn rất quan trọng để các nhà đầu tư phát triển và hy vọng nó sẽ giúp giảm bớt những khó khăn xung quanh việc quản lý đất đai hiện nay. Đáng chú ý, báo cáo nhấn mạnh rằng phát triển các thị trường vốn sẽ tạo ra nguồn vốn dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, giúp Việt Nam đạt mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Cần có khung chính sách mạnh mẽ hơn, trong đó bảo hiểm xã hội sẽ trở thành một nhân tố chính đẩy mạnh sự phát triển của thị trường vốn. Các chính sách nhằm tạo điều kiện nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, kết hợp với những cải cách nhằm nâng cao minh bạch thị trường và bảo vệ các nhà đầu tư sẽ giúp thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng cho biết thêm, cân đối tài khoản vãng lai được dự báo vẫn duy trì thặng dư nhỏ. Lạm phát dự báo sẽ giảm từ 4,5% năm 2024 xuống còn 3,5% vào năm 2026. Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, ở đợt gia hạn giấy đăng ký lưu hành mới nhất này, có gần 800 sản phẩm thuốc, bao gồm cả thuốc điều trị thông thường, thuốc phục vụ phòng chống dịch và thuốc có chứng minh tương đương sinh học. Trong đợt này, có 730 thuốc được gia hạn theo quy định của luật dược năm 2016 và 35 thuốc có chứng minh tương đương sinh học được công bố. Đối với 730 thuốc được gia hạn đợt 208 này, có 453 thuốc được gia hạn trong 5 năm, 219 thuốc gia hạn trong 3 năm và 58 thuốc gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Các sản phẩm thuốc được gia hạn giấy đăng ký lưu hành lần này đều là thuốc sản xuất trong nước, khá đa dạng về nhóm tác dụng dược lý, gồm thuốc điều trị tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, điều trị ung thư, thuốc kháng virus, thuốc điều trị bệnh lý đường hô hấp, thuốc kháng sinh, hạ sốt, giảm đau và kháng viêm thông thường khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các trường đại học, cao đẳng sư phạm hoàn thiện và công bố kịp thời các phương thức tuyển sinh từ năm 2025 trở đi, khắc phục triệt để vấn đề thiếu công bằng, tin cậy trong các phương thức, tiêu chí xét tuyển. Đây là một trong những nội dung của công văn về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025 đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm vừa được Bộ ban hành. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2024 theo đúng quy định, hoàn thiện các phương thức tuyển sinh từ năm 2025, khắc phục triệt để về vấn đề thiếu công bằng, tin cậy trong các phương thức, tiêu chí xét tuyển, đảm bảo phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Đồng thời có tác động tích cực tới hoạt động dạy và học trong giáo dục phổ thông. Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường đào tạo, thu hút và phát triển đội ngũ giảng viên, tăng cường kiểm soát liêm chính khoa học, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hợp tác doanh nghiệp. Nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nguyện vọng gửi con của phụ huynh trẻ mầm non vào trường công lập, năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo tăng cường công tác tham mưu với chính quyền địa phương, ưu tiên dành quỹ đất thêm xây thêm trường mầm non công lập. Cụ thể, các phòng giáo dục và đào tạo cần đẩy mạnh tham mưu, rà soát, sắp xếp thực hiện và bổ sung quy hoạch mạng lưới trường lớp học, ưu tiên bố trí quỹ đất tại các khu đô thị mới, khu vực đông dân cư, địa bàn có khu công nghiệp để xây dựng trường mầm non công lập. Đồng thời rà soát, nghiên cứu để sáp nhập, chia tách trường mầm non hoặc gom các điểm trường lẻ cho phù hợp với điều kiện thực tế. Các trường có diện tích hạn chế thì cần có phương án thiết kế để đảm bảo tối đa công năng sử dụng. Hiện nay, quy mô giáo dục mầm non thành phố Hà Nội có trên 1.100 trường mầm non, hơn 2.500 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục với tổng số hơn 513.000 trẻ em. Liên quan tới việc tiếp nhận và xử lý 523 hồ sơ đăng ký vào trường tiểu học Tây Mỗ 3, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm đã có công văn nêu rõ 523 hồ sơ này sẽ được phân bổ về các trường công lập trên địa bàn, bao gồm trường tiểu học Tây Mỗ, trường tiểu học Đại Mỗ 3, trường Lý Nam Đế. Thực hiện chỉ đạo này, từ ngày hôm qua 25 tháng 8, các trường đã khẩn trương tiến hành công tác tiếp nhận hồ sơ. Ghi nhận của phóng viên truyền hình VOV tại trường tiểu học Đại Mỗ 3. Theo ghi nhận, công tác tiếp nhận hồ sơ của phụ huynh học sinh diễn ra chu đáo, trật tự, nghiêm túc. Tuy nhiên, một số phụ huynh bày tỏ băn khoăn về việc số lượng hồ sơ nộp vào trường Đại Mỗ 3 đang khá lớn, trong khi chỉ tiêu mà nhà trường được giao chỉ là 190 em. Do vậy, dù đã được tiếp nhận hồ sơ, nhưng họ vẫn không biết liệu con mình có được học tại đây hay không.
Thực ra là bây giờ nộp vào trường Đại Mỗ 3 thì cũng là phương án có vẻ tối ưu nhất đối với gia đình tôi rồi. Nhưng mà tuy nhiên là cũng khá là lo lắng, tại vì là chiều hôm qua thì các phụ huynh đã đến nộp hồ sơ rồi và mọi người cũng nói là đã nộp đủ hơn 190 hồ sơ rồi. Và nhà trường công bố là chỉ được tuyển thêm 190 hồ sơ thôi. Thì cái này cũng rất là lo lắng, không biết là con mình có được vào đây không. Khi bước vào trường thì tôi cảm thấy là công tác tiếp đón của nhà trường rất là chu đáo, các cô hỗ trợ rất là nhiệt tình. Nhưng mà tôi đang hơi băn khoăn một chút là tôi thấy là cái lượng nộp hồ sơ về đây nó hơi nhiều ấy. Thì tôi không biết là nếu như mà cái hồ sơ mà đã hết rồi ấy, thì không biết là con của tôi có được vào trường này học hay không. Nên là tôi đang rất là băn khoăn về vấn đề đấy. Theo thông tin của Ban giám hiệu trường tiểu học Đại Mỗ 3, tính đến trưa nay 26 tháng 8, bất kỳ phụ huynh nào đến nộp hồ sơ thì đều được tiếp nhận. Và trong chiều nay, trường sẽ tiến hành tổng hợp số lượng, báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm để có phương án giải quyết với phương châm đảm bảo quyền lợi của học sinh ở mức cao nhất. Hiện tại thì số lượng mà nhà trường với các thầy cô giáo đã tiếp nhận thì nó lên con số nhỉnh hơn con số 190 một chút xíu. Thì tất cả những cái nội dung này chúng tôi đều tổng hợp và đề xuất, sau đó sẽ báo cáo lãnh đạo phòng giáo dục cũng như lãnh đạo ủy ban dân quận Nam Từ Liêm để tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo. Theo dự kiến, vào đầu giờ chiều mai 27 tháng 8, phương án phân bổ cuối cùng sẽ được công bố để phụ huynh và học sinh kịp thời chuẩn bị cho năm học mới. Theo báo cáo mới đây của Gallup, một công ty phân tích và tư vấn hàng đầu Hoa Kỳ, Việt Nam là một trong 4 quốc gia dẫn đầu thế giới về tỷ lệ hộ gia đình đã chuẩn bị kế hoạch ứng phó thảm họa, chỉ xếp sau Philippines, đứng ở vị trí số 2 trên bảng khảo sát. Việt Nam cũng được đánh giá có thể trở thành hình mẫu cho các quốc gia chịu rủi ro trước biến đổi khí hậu. Sự phối hợp giữa các quốc gia Đông Nam Á cũng đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro thiên tai với cách tiếp cận toàn khu vực, bao gồm các hệ thống cảnh báo sớm, tăng cường sự tham gia và hợp tác của cộng đồng, tiếp cận tài chính phòng chống thiên tai. Qua đó cũng cho thấy, ngay cả các quốc gia với nguồn lực hạn chế cũng có thể tận dụng hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm và trang bị cho các gia đình khả năng ứng phó thiên tai. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình cho biết, các điểm sạt lở trên dốc Cun thuộc quốc lộ 6 đã cơ bản được xử lý. Các phương tiện giao thông có thể lưu thông trở lại. Các lực lượng chức năng đã cơ bản khai thông, đảm bảo cho xe cộ lưu thông trên tuyến. Tuy nhiên, các phương tiện phải di chuyển chậm để đảm bảo an toàn. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình chỉ đạo đơn vị thi công dự án, rà soát xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ trên tuyến dốc Cun. Trước đó vào chiều ngày 24 tháng 8, ở thành phố Hòa Bình xảy ra mưa lớn, tuyến đường qua dốc Cun bị sạt lở nghiêm trọng, gây ùn tắc giao thông trên toàn tuyến, kéo dài khoảng 4 km trong nhiều giờ. Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình cảnh báo, trong những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa, vì vậy các phương tiện qua đoạn đường này lưu thông chậm để đảm bảo an toàn, phòng tránh nguy cơ sạt lở đất đá có thể xảy ra. Tại thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, mưa lớn kéo dài thời gian qua đã hình thành các điểm sạt lở ở núi Pù Húc thuộc tổ dân phố Nà Khà, uy hiếp sự an toàn của 10 hộ dân sống dưới chân núi. Hai tháng qua, gia đình bà Quan Thị Tiết và các hộ xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ khi nhắc lại vụ sạt lở xảy ra vào rạng sáng ngày 22 tháng 6. Đất, đá cùng nước lũ trên núi sạt xuống, vùi lấp chuồng gà, vịt, cuốn trôi đồ đạc, xe cộ và cả lúa, ngô trong nhà. Rất may là không có ai bị thương. Hiện các khối đất đá vẫn đang tiếp tục sạt trượt, đe dọa đến tính mạng và tài sản của 10 hộ dân ở đây. Ui dồi, sợ lắm. Đến lúc đấy là dậy ra thì không biết thế nào, nhưng mà con trai nó tưởng là nước ngập ở dưới kia, ngập ở suối lên. Không biết là nước ở trên xuống đâu. Bà rất mong muốn là được sớm có chỗ đi di dời ở mới, thì không đêm không lo, trời mưa cũng không lo. Cách nhà bà Tiết khoảng 100 m, gia đình ông Nguyễn Văn Thật cũng đang phải sống trong tâm trạng bất an, lo lắng và sợ hãi luôn luôn thường trực. Ông Thật cho biết, cán bộ huyện, thị trấn đã họp dân và có phương án di dời các hộ đến nơi ở mới an toàn hơn, nhưng không biết đến khi nào mới được di dời. Hôm đấy là nhà ở gần đây thì cũng không ngủ được đâu. Cũng thường trực trong đấy, đèn cũng không dám soi. Xem xét thì em mầm cả đêm. Đấy, cũng sợ lắm. Ra ngoài cũng không dám soi đèn. Các cấp ở trong tổ dân phố với lại thị trấn, các trong huyện cũng
có ý kiến rồi, đề cập rồi, hôm nọ cũng được ra họp bàn với các hộ ở trong chân núi đây, thì cũng bảo có chỗ để di dời rồi, nhưng mà chẳng biết đến bao giờ. Trước đó ngày 12 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Bình đã có quyết định xây dựng khu tái định cư tập trung để di chuyển các hộ gia đình nằm trong vùng thiên tai, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Tuy nhiên, trong thời gian xây dựng khu tái định cư, các hộ dân vẫn phải sống trong cảnh bất an, lo lắng mỗi khi trời mưa, phải đi ở nhờ nhà người thân để đảm bảo an toàn. Tại thị trấn Lăng Căn, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, mưa lớn kéo dài thời gian qua đã hình thành các điểm sạt lở ở núi Pù Húc thuộc tổ dân phố Nà Khà, uy hiếp sự an toàn của 10 hộ dân sống dưới chân núi. Hai tháng qua, gia đình bà Quan Thị Tiết và các hộ xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ khi nhắc lại vụ sạt lở xảy ra vào rạng sáng ngày 22 tháng 6. Đất, đá cùng nước lũ trên núi sạt xuống, vùi lấp chuồng gà, vịt, cuốn trôi đồ đạc, xe cộ và cả lúa, ngô trong nhà. Rất may là không có ai bị thương. Hiện các khối đất đá vẫn đang tiếp tục sạt trượt, đe dọa đến tính mạng và tài sản của 10 hộ dân ở đây. Ui dồi, sợ lắm. Đến lúc đấy là dậy ra thì không biết thế nào, nhưng mà con trai nó tưởng là nước ngập ở dưới kia, ngập ở suối lên. Không biết là nước ở trên xuống đâu. Bà rất mong muốn là được sớm có chỗ đi di dời ở mới, thì không đêm không lo, trời mưa cũng không lo. Cách nhà bà Tiết khoảng 100m, gia đình ông Nguyễn Văn Thật cũng đang phải sống trong tâm trạng bất an, lo lắng và sợ hãi luôn luôn thường trực. Ông Thật cho biết, cán bộ huyện, thị trấn đã họp dân và có phương án di dời các hộ đến nơi ở mới an toàn hơn, nhưng không biết đến khi nào mới được di dời. Hôm đấy là nhà ở gần đây thì cũng không ngủ được đâu, thì cũng thường trực trong đấy, đèn cũng không dám soi, xem xét thì em mầm cả đêm, đấy cũng sợ lắm, không ra ngoài cũng không dám soi đèn. Các cấp ở trong tổ dân phố với lại thị trấn, các trong huyện cũng có ý kiến rồi, đề cập rồi, nhưng hôm nọ cũng được ra họp bàn với các hộ ở trong chân núi đây, thì cũng bảo có chỗ để di dời rồi, nhưng mà chẳng biết đến bao giờ. Trước đó ngày 12 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Bình đã có quyết định xây dựng khu tái định cư tập trung để di chuyển các hộ gia đình nằm trong vùng thiên tai, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Tuy nhiên, trong thời gian xây dựng khu tái định cư, các hộ dân vẫn phải sống trong cảnh bất an, lo lắng mỗi khi trời mưa, phải đi ở nhờ nhà người thân để đảm bảo an toàn. Chương trình tiếp tục với những thông tin đang được dư luận quan tâm. Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá một đường dây buôn bán ma túy, trong đó các đối tượng sử dụng thiết bị bay không người lái để giao hàng, thu tiền. Đối tượng bị bắt là Đỗ Quang Vinh và Nguyễn Thị Hằng, hiện đang sinh sống tại khu phố Chùa Dận, phường Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Khám xét khu trang trại của các đối tượng này, lực lượng chức năng đã thu giữ hai thiết bị bay không người lái, hơn 1.000 gói heroin, ma túy tổng hợp được giấu ở nhiều vị trí khác nhau và nhiều tang vật khác. Được biết, khi có khách mua hàng, các đối tượng sẽ buộc ma túy vào sợi dây nối với thiết bị bay không người lái, sau đó điều khiển ra địa điểm đã hẹn trước để giao hàng và thu tiền. Mỗi ngày, các đối tượng thực hiện từ 10 đến 20 giao dịch theo hình thức này. Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Tuấn Anh để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng khi tham gia giao thông. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một clip ghi lại hình ảnh xe ô tô 4 chỗ màu trắng biển kiểm soát 15K-10207 khi lưu thông trên đường đã đánh võng, có dấu hiệu cản trở trước đầu một ô tô container, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông, gây mất an ninh trật tự và tạo sự phản cảm trong dư luận xã hội. Kết quả điều tra, Công an thành phố Hải Phòng xác định chủ xe và cũng là người điều khiển ô tô màu trắng là Nguyễn Tuấn Anh, trú tại huyện Vĩnh Bảo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương vừa quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Công. Đây là đối tượng điều khiển xe khách chèn ép cảnh sát giao thông trên địa bàn huyện Gia Lộc.
Trước đó, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Hải Dương phát hiện lái xe ô tô khách biển kiểm soát 34F00944 di chuyển theo hướng từ huyện Gia Lộc đến thành phố Hải Dương không thắt dây an toàn. Tổ công tác đã ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy và lạng lách chèn ép xe mô tô chuyên dụng của cảnh sát giao thông, gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng và hành khách trên xe. Tiến hành rà soát nhanh thông tin, cơ quan công an xác định ô tô khách này do tài xế Nguyễn Xuân Công, trú tại khu 6 thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương điều khiển. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gia Lộc đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Công về tội chống người thi hành công vụ. Trong phần tiếp theo của chương trình, lũ lụt khiến nhiều người thiệt mạng tại Indonesia. Australia, luật ngắt kết nối giúp hàng triệu lao động cân bằng cuộc sống và công việc. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Nam Á đưa tin, đợt lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Bắc Maluku của Indonesia và vụ sạt lở đất ở đảo Phuket của Thái Lan đã khiến hàng chục người thương vong. Hiện chính quyền hai nước đang tích cực triển khai công tác cứu hộ. Lũ lụt do ảnh hưởng của mưa lớn trong hai ngày qua đã làm hư hại nặng nề, chôn vùi nhiều nhà cửa ở thành phố Ternate, tỉnh Bắc Maluku của Indonesia. Quân đội, cảnh sát và các nhân viên tìm kiếm cứu hộ địa phương được huy động để khẩn trương sơ tán những người bị mắc kẹt hoặc tìm lại tài sản từ những ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi. Chúng tôi có thể xác nhận số thi thể đã được tìm thấy cho tới nay là 13 người. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 6 người còn đang mất tích. Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn trong vài ngày tới, đồng thời cảnh báo người dân địa phương tăng cường cảnh giác đề phòng thời tiết diễn biến phức tạp. Còn tại Thái Lan, nhà chức trách nước này cũng vừa thông báo số người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất ở tỉnh Phuket hôm 23 tháng 8 đã lên tới 13 người. Ước tính hơn 20 người bị thương và 209 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Hơn 50 ngôi nhà, căn hộ cho thuê và 4 biệt thự sang trọng đã bị hư hại do lở đất. Các vụ sạt lở đất xảy ra ngay gần khu vực đặt tượng Phật lớn Big Buddha, một điểm đến du lịch nổi tiếng của tỉnh Phuket. Các đội cứu hộ đang khẩn trương tiến hành chiến dịch dọn dẹp trên diện rộng ở khu vực xảy ra lở đất. Đồng thời, giới chức Thái Lan đang nhanh chóng liên hệ với người thân các nạn nhân và đại sứ quán các nước có người thiệt mạng để tiến hành các bước tiếp theo. Trung Quốc mới đây đã được đưa vào vận hành thử nghiệm khí cầu dân dụng có người lái mang tên Tường Vân AS-700 trong 20 ngày tại thành phố Dương Sóc, khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây. Khí cầu AS-700 được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc phê duyệt phát triển từ năm 2018 do Viện Nghiên cứu Thiết bị Bay Đặc chủng của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc nghiên cứu chế tạo. Đây là khí cầu có người lái dân sự đầu tiên của nước này, có quyền sở hữu trí tuệ hoàn toàn độc lập. Với các đặc điểm xanh, carbon thấp, an toàn và tiết kiệm, khí cầu có trọng lượng cất cánh tối đa hơn 4 tấn, tầm bay tối đa 700 km và sức chứa tối đa 10 người, có thể thực hiện các chuyến bay cự ly gần cũng như cất và hạ cánh thẳng đứng. Hôm 21 tháng 8 vừa qua, khí cầu này đã hoàn thành chuyến bay xuyên tỉnh đầu tiên từ Kinh Môn, Hồ Bắc tới Dương Sóc, Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, với khoảng cách gần 1.000 km, bay ở độ cao từ 500 đến 1.990 m. Tốc độ bay đạt 60 đến 80 km một giờ, tổng thời gian bay 12 giờ 44 phút. Từ ngày 23 tháng 8, khí cầu Tường Vân bắt đầu vận hành thử nghiệm ở Dương Sóc trong vòng 20 ngày. Theo kế hoạch, khí cầu này sẽ được bàn giao trong năm nay, sau khi được đưa vào vận hành thương mại, có thể sử dụng trong các lĩnh vực du lịch, vận chuyển, khảo sát và đo đạc bản đồ tầm thấp, cũng như cứu hộ khẩn cấp. Ngày 26 tháng 8, Australia đã chính thức áp dụng luật ngắt kết nối, cho phép hàng triệu người lao động có thể bỏ qua những cuộc liên lạc bất hợp lý ngoài giờ làm việc từ chủ sử dụng lao động. Tuy nhiên, luật này vẫn đang tạo ra những tranh cãi giữa người lao động và sử dụng lao động. Quy định mới bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay 26 tháng 8. Điều này có nghĩa là nhân viên không thể bị phạt vì từ chối đọc hoặc trả lời liên lạc từ người sử dụng lao động ngoài giờ làm việc. Những người ủng hộ cho biết luật này giúp người lao động tự tin hơn khi được quyền không trả lời email, tin nhắn và cuộc gọi công việc, một xu hướng ngày càng gia tăng kể từ khi đại dịch xóa nhòa ranh giới giữa gia đình và công việc. Tôi nghĩ rằng thực sự rất quan trọng khi chúng ta có những luật như thế này. Chúng tôi dành quá nhiều thời gian để kết nối với điện thoại, kết nối với email cả ngày và tôi nghĩ rằng thực sự rất khó để tắt chúng đi. Tôi ủng hộ điều luật này. Tôi nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi hy vọng nó sẽ được thực hiện.
Nhưng nói thật thì tôi nghi ngờ nó sẽ không được thực hiện trong ngành của chúng tôi, bởi vì chúng tôi được trả lương cao, chúng tôi được kỳ vọng sẽ hoàn thành công việc, và chúng tôi cảm thấy mình phải hoàn thành công việc 24 giờ một ngày nếu cần. Vì vậy, điện thoại luôn bật, máy tính luôn bật và chúng tôi làm việc. Những thay đổi này đưa Australia vào nhóm khoảng 20 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu và Mỹ Latin có luật tương tự. Luật được ban hành tại Australia từ tháng 2 năm nay, có hiệu lực đối với các công ty vừa và lớn kể từ ngày hôm nay 26 tháng 8 và sẽ áp dụng với các công ty nhỏ có ít hơn 15 nhân viên từ ngày 26 tháng 8 năm 2025. Sẽ phải mất một thời gian để làm quen và tìm ra cách áp dụng nó ở nhiều nơi làm việc khác nhau. Nó sẽ giúp nơi làm việc, quản lý và nhân viên cùng nhau tìm ra những gì cần thiết và không cần thiết, cũng như cách làm việc tốt hơn. Tuy nhiên, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và công việc có giờ làm việc không cố định, quy định này vẫn cho phép người sử dụng lao động liên lạc với người lao động và họ chỉ có thể từ chối trả lời khi thấy hợp lý. Việc xác định xem việc từ chối có hợp lý hay không sẽ tùy thuộc vào trọng tài công nghiệp của Australia. Bất chấp sự phản đối của Nga, cơ quan tư pháp Pháp ngày hôm qua quyết định gia hạn lệnh bắt giữ nhà sáng lập Telegram người Pháp gốc Nga Pavel Durov. Ông Durov trước đó đã bị bắt tại sân bay Le Bourget ở thủ đô Paris vì những cáo buộc liên quan đến ứng dụng tin nhắn này. Vụ việc có nguy cơ làm gia tăng hơn nữa căng thẳng giữa Nga và Pháp. Theo các nguồn tin, thời gian giam giữ ban đầu để thẩm vấn có thể kéo dài tối đa 96 giờ. Khi giai đoạn giam giữ này kết thúc, thẩm phán có thể quyết định trả tự do cho bị cáo hoặc truy tố và giam giữ thêm. Trong tuyên bố đưa ra vào tối ngày 25 tháng 8, Telegram nêu rõ, thật vô lý khi cho rằng một nền tảng hoặc chủ sở hữu của nền tảng đó phải chịu trách nhiệm về việc lạm dụng nền tảng đó. Chúng tôi đang chờ đợi một giải pháp nhanh chóng cho tình huống này. Cũng trong ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã kêu gọi các tổ chức nhân quyền quốc tế như Tổ chức Giám sát Nhân quyền và Tổ chức Ân xá Quốc tế gây áp lực để Pháp thả người sáng lập Telegram. Trong khi đó, các nhà lập pháp Nga cho rằng vụ việc có thể mang động cơ chính trị. Bạn nghĩ gì về ông ấy không quan trọng. Ông ấy đã đưa ra một số tuyên bố nhất định. Ông ấy đã rời khỏi Nga, nhưng ông ấy vẫn giữ quốc tịch Nga của mình. Điều đó có nghĩa là theo hiến pháp của chúng tôi sẽ bảo vệ ông ấy. Từ năm 2014 đến năm 2021, Telegram bị ngày càng nhiều nước giám sát vì đây là nền tảng được nhiều nhóm sử dụng để tổ chức biểu tình và chia sẻ nội dung cực đoan. Tuy vậy, ông Durov tiếp tục từ chối kiểm duyệt và xây dựng hình ảnh mình là người ủng hộ mạnh mẽ quyền tự do ngôn luận. Phần cuối chương trình, như thường lệ là các thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Và sau đây sẽ là chi tiết về thời tiết các vùng trên cả nước. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Phía Đông Bắc Bộ có mây, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.
Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.